2 phút cuối cùng của chu trình nấu sữa hạt với máy sữa hạt Median của Đức, và mình sắp có sữa uống rồi ạ. Đấy, nấu xong là sữa sẽ chút toàn bộ ra bình luôn ạ. Tất cả đều tự động ạ, chút từ trên âu nấu xuống bình. Máy sẽ có 1-2 phút cuối để giống như là quán tính, chạy nốt quán tính của nó. Sau đó mình sẽ nhấc cái bình sữa ra là được. Và sau khi sữa đã làm xong, hoàn thành việc làm sữa thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ tự động vệ sinh máy. Hoàn toàn tự động và sạch bong luôn ạ. Đang ở chế độ nấu sữa. Chuyển sang chế độ clean luôn ạ. Với 9 phút tự động vệ sinh máy. Lúc này mình có thể lấy sữa ra uống được rồi ạ. Đó, máy tự động thêm nước, đấy, tự động thêm nước vào và lắc rất là mạnh với cái tốc độ cực mạnh, làm cho toàn bộ bình ở trong này sạch bong luôn, sạch hẳn luôn, và mình không cần phải làm bất cứ việc gì thêm nữa, hoàn toàn không phải vệ sinh máy, và đỡ được rất nhiều ở cái khâu vệ sinh ạ. Trong khi máy vệ sinh thì mình đã có thể rót sữa ra uống ạ, sữa nhuyễn mịn luôn ạ. Đây là sữa hạt địa, à, hạt hạnh nhân bí đỏ, sữa nhuyễn mịn luôn rồi, không còn dấu hiệu của bã, cực kỳ sánh mịn luôn ạ. Đây ạ, cực kỳ sánh mịn.